Lương tối thiểu vùng được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, kỳ điều chỉnh lương tối thiểu tạm hoãn. Lần điều chỉnh gần nhất là ngày 1 tháng 7 năm 2022, với mức tăng 240.000 đến 260.000 đồng tùy vùng. Khảo sát hơn 75,5% lao động không đủ sống với lương. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn. Tình trạng thiếu đơn hàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024. Lương tối thiểu vùng 2024, làm sao để hài hòa lợi ích lao động và doanh nghiệp? Thưa quý vị, theo thông lệ hơn 10 năm qua, lương tối thiểu thường được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Từ năm 2020 đến giữa năm 2022, thì việc này tạm hoãn do ảnh hưởng của COVID-19. Lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, với mức tăng 240.000 đến 260.000 đồng tùy từng vùng. Sắp tới, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ có phiên họp tiếp theo cho kỳ điều chỉnh lương năm 2024. Tuy nhiên, theo nhận định chung, kỳ tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 sẽ gặp nhiều thế khó. Mặc dù mức lương hơn 6 triệu đồng một tháng cao hơn lương tối thiểu vùng hiện hành áp dụng cho khu vực Hà Nội gần 1,5 triệu đồng, thế nhưng số tiền đó không thấm vào đâu so với nhu cầu sống thực tế của gia đình. Hàng nọ của thằng kia thôi, bởi vì em mượn các bạn xung quanh, các bạn đồng nghiệp. Khi nào mà có lương mình lại gửi các bạn sau. Thì phải làm như thế thôi chị ạ, bởi vì là khi mà mình không có nguồn thu ngoài hết thì mình phải làm như vậy để lo cho các con làm sao để cho đủ. Mức lương tối thiểu năm 2023 cao nhất vùng 1 như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương là 4,68 triệu đồng và thấp nhất vùng 4 với 3,25 triệu đồng. Trước phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp cho kỳ tăng lương 2024 diễn ra hồi tháng 8, đa số ý kiến công nhân mong muốn được tăng lương vào đầu năm sau vì đời sống quá khó khăn. 75,5% số công nhân được khảo sát cho biết mức lương hiện tại không đủ trang trải cuộc sống tối thiểu. Rất đông người lao động họ, cái tiền lương và cái thu nhập của họ nó không đảm bảo được cái chi tiêu tối thiểu cơ bản trong cái cuộc sống của gia đình của người lao động. Tuy nhiên song song với việc công nhân thì kỳ vọng, song doanh nghiệp lại muốn trì hoãn vì sụt giảm đơn hàng, thu hẹp quy mô sản xuất, doanh thu giảm. Đặc biệt các ngành hàng dệt may, da giày, công nghiệp phụ trợ dự báo sụt giảm đơn hàng tiếp tục xảy ra vào năm 2024. Giảm giờ làm của người lao động, cắt giảm số lượng lao động, những lao động nào mà thực sự là không cần thiết thì chúng tôi phải cắt giảm. Tuy nhiên thì cũng có những khó khăn, đó là những cái ngành nghề, đặc thù ngành nghề của chúng tôi thì có những cái lao động phải ở những tay nghề bậc cao. Vì vậy là doanh nghiệp vẫn phải duy trì. Các chuyên gia cho rằng xem xét tăng lương cho lao động là cần thiết để chia sẻ khó khăn. Việc chốt sớm mức tăng cũng sẽ giúp doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí cho năm sau và đặc biệt cần cân nhắc và đánh giá kỹ tác động tăng lương giai đoạn này vì rất có thể sẽ tạo thêm cú sốc cho các doanh nghiệp đang phải gồng mình chống chịu với tình trạng sụt giảm đơn hàng. Thưa quý vị, việc điều chỉnh tăng lương cho lao động là việc nhất định phải làm. Song một trong những điều kiện để thực hiện điều chỉnh tăng lương là khả năng chi trả của doanh nghiệp. Mức tăng bao nhiêu, như thế nào là hợp lý để hài hòa lợi ích người lao động và doanh nghiệp, bảo đảm nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững. Báo cáo thực trạng nhân sự ngành sản xuất của Navigos Group mới phát hành cho thấy 91% doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng doanh thu giảm, ở nhóm dệt may, da giày là 44%. Điều này cho thấy các ngành hàng thâm dụng lao động sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất của chu kỳ tăng lương. Nhiều chuyên gia cho rằng đợt tăng lương sắp tới cũng là một dịp thanh lọc các doanh nghiệp nhỏ đang đuối sức, bởi thực tế các doanh nghiệp lớn đã trả cho lao động cao hơn so với mức tối thiểu. Còn những nơi đang trả ngang mức sàn, đơn hàng lại sụt giảm nên không thể xoay được phần bù đắp thêm. Người lao động thì càng ngày càng khó khăn đấy, nhưng mà quả thực là doanh nghiệp cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Chúng ta biết rằng là trong các cái yếu tố để mà xem xét điều chỉnh cái mức lương tối thiểu thì một yếu tố là khả năng chi trả của doanh nghiệp cũng rất là quan trọng. Thế thì rõ ràng trong cái bối cảnh năm nay chúng ta phải xem xét làm sao mà để điều chỉnh tiền lương thì nó hài hòa, vừa là động viên người lao động để họ có cái lao động với năng suất chất lượng hiệu quả, góp phần là thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhưng mà cũng phải tạo một cái hài hòa với cái khả năng chi trả của doanh nghiệp. Chuyên gia cho rằng doanh nghiệp được chính phủ hỗ trợ nhiều. Những năm trước, tăng trưởng GDP chưa được đưa vào tính toán để tăng lương, tức là người lao động đã phải hy sinh rất nhiều cho phát triển. Đến hiện tại, Việt Nam đã là nước có thu nhập trung bình thì cần thiết phải tăng thu nhập cho lao động để lương tối thiểu phải hướng đến mức đủ sống. Bên cạnh đó, việc cải thiện nền kinh tế, gia tăng đơn hàng chính là yếu tố quyết định đến việc lương người lao động có thể tăng,
cải thiện đời sống cho người lao động. Cái chi phí tăng như vậy và với cái mức mà doanh nghiệp khó khăn như vậy thì cái mức tăng như thế nào để mà nó cân bằng được các bên? Hiện nay thì Tổng Liên đoàn đang thảo luận cái phương án là vừa là cải thiện cái đời sống của người lao động nhưng mà vừa là chia sẻ với cả doanh nghiệp và vừa là giúp cho ổn định cái nền kinh tế. Thế nhưng mà từ cái góc nhìn của chúng tôi, khi chúng tôi khảo sát người lao động, từ cái mong muốn của người lao động thì chúng tôi thấy là họ muốn tăng ít nhất là phải được từ 6-8%. Các chuyên gia khuyến cáo do mức lương tối thiểu ở nước ta hiện khá thấp, không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của công nhân, đặc biệt là nhóm ngành thâm dụng lao động. Do đó, lương tối thiểu vẫn nên tăng để bảo vệ nhóm yếu thế. Còn tiền lương ở doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh theo thị trường, tức là có lên có xuống theo thị trường. Khi sức khỏe nền kinh tế sụt giảm, thất nghiệp tăng, lương thị trường tự động giảm xuống, tiền lương ở doanh nghiệp tự động hạ theo. Khi nền kinh tế phục hồi, lương khối doanh nghiệp cũng tự động tăng để thu hút lao động. Thưa quý vị, tăng lương tối thiểu, đặc biệt là cho nhóm yếu thế là điều nhất định phải làm. Bên cạnh đó thì việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong vấn đề áp dụng tăng lương tối thiểu cũng là điều quan trọng để bảo đảm người lao động có thể có mức sống tốt hơn. Điều này cần vai trò của các cấp công đoàn trong vấn đề thương lượng cũng như giám sát để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho người lao động.